Nè, đừng có uống nước ngọt nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Khánh Linh à, tôi lâu lâu mới uống chứ có phải là lúc nào cũng uống đâu. Với lại là hôm nay tâm trạng cũng không được vui, thì uống cái này vào cũng đỡ hơn nhiều. Uống nước ngọt là làm như uống rượu vậy. Ông đang buồn vừa bị kỷ luật đúng không? Ừ. Ông lúc nào cũng làm người khác vui, vậy mà chuyện của mình thì lại không tự giải quyết được. Tôi là Mon, chứ có phải là Doraemon đâu, mà có ngàn phép thần thông. Tôi có cách này hay lắm nè. Cách gì? Đi ăn mì cay. Mì cay? Tưởng cái gì? Mì cay có gì đâu mà. Tôi mời. Cái gì cơ? Cậu... Linh, Linh nói lại con nào. Thì đi ăn với tôi mời. Thật không? Thì thấy ông buồn vậy, tôi cũng không nỡ. Sao? Không đi hả? Đi chứ. Đi luôn, mình đi luôn đi. Dù là có hạ hạnh kiểm hay là bị đình chỉ đi nữa, tôi cũng không sợ. Mọi người bớt lo lắng đi. Trong đời học sinh ai mà chẳng bị phạt một lần, đúng không? Anh nói thì hay lắm. Trời ơi, bây giờ em nghĩ tới cái cảnh mặt mặt của ba mẹ em á. Lúc mà em về em báo tin, nghe là thấy thốn thốn rồi đó. Cũng tại tôi mà hai người bị vậy á. Đã bảo không phải lỗi của bà rồi. Lỗi á, là lỗi cho tụi tôi giúp bà thôi á. Hả? Giỡn. Thì bạn bè với nhau, giúp nhau chuyện bình thường mà. Chẳng qua tụi tôi xui thôi, xui. À, chứ bà cũng đừng có áy náy nữa. Trời, ở nhà chắc có chị Likio nói đỡ ba mẹ tụi tôi rồi. Còn, mình còn con bài nữa. Đó chính là chị Khiết Băng mà. Đúng, ách trừ bài nha. À, đó chị Khiết Băng mới nhớ. Hẹn chị ấy đầu giờ chơi mà sao không thấy ta. Không biết là chị Khiết Băng nói gì với thầy hiệu trưởng nữa. Nhưng mà hy vọng chị Khiết Băng sẽ giúp chúng ta thay đổi được tình hình. Không thay đổi được gì rồi. Chị Khiết Băng. Chị xin lỗi nha. Chị nói vậy nghĩa là Moi với lại Kenji không giảm được hình phạt hả chị? Không phải là ba chị không muốn giúp đâu. Nhưng mà sao vậy chị? Tại vì hội đồng phụ huynh quyết định như vậy đó. Ba chị không thể thay đổi được tình hình nữa. Hội đồng phụ huynh? Là cái hội đồng đi. Cái hội đồng gì mà nó khắt khe. Chỉ là nhảy ngoài trường thôi mà làm căng. Thật sự ba chị cũng không muốn phạt tụi em nặng như vậy đâu. Mà tại vì cái clip của tụi em á, nó phát tán rộng rãi quá, ai cũng biết hết trơn á. Cho nên lần này để giữ thanh danh của nhà trường, bắt buộc phải phạt hai tụi em nặng như vậy để làm gương. Vậy là mình không còn cách nào hả chị? Ừ, không còn cách nào khác nữa. Không còn cách. Vậy là em và Kenji sẽ đi nghỉ dưỡng một tuần. À, và sau khi quay lại trường chúng ta sẽ có một cái sẹo ở trong học bạ. Vui quá hả? Trời ơi, căng vậy. Không biết về nói chuyện với ba mẹ sao nè. Tụi chị xin lỗi nha. Chị cũng cố gắng hết sức rồi á. Ước gì tôi nhận được một phần của hai ông thì tốt lắm mấy. Trời ơi, mà không phải lỗi của bà rồi mà. Lỗi là lỗi cho tụi tôi giúp bà. Đúng hả? Giận. Mà lỗi thực sự ấy, là do ông hiệu trưởng khó tính. Xin lỗi chị Khiết Băng. Em xin lỗi nha. Thuận, bé đó nè, Hailey đó. Ủa vậy hả? Ừ. Có phải là con bé chụp chung với thầy Khôi không chị? Đúng rồi đó. Nhìn cũng hiền lành như vậy á, mà không biết là hai người có nảy sinh tình cảm gì không đây? Em nghĩ chắc là có. Chứ nhìn trong hình, chụp hình tường tứ quá mà. Mà em nói chị nghe, bây giờ á, không phải chỉ có trên phim á là thầy giáo yêu nữ sinh không đâu. Chứ chị nhìn thấy không, học sinh bây giờ tụi nó đi học á, ăn diện quá trời, tô son chép phấn như là ngôi sao đi dự sự kiện gì á.
Hỏi sao á, mấy cái thầy giáo trẻ trẻ giống như thầy Khôi chẳng hạn, không có rung động cho được. Thầy giáo cũng là đàn ông mà. Mà không biết như vậy có trường nào nhận thầy về làm nữa không đây? Chắc là chỉ có nước bỏ thành phố đi nơi khác làm việc thì mới được. Thì cũng tại thầy thôi. Làm thầy á mà không có giữ được cái đạo lý thầy trò thì hỏi dạy ai cho được. Trời. Thôi làm tiếp đi chị. Vô đi. Dạ, em là thầy. À, em tìm thầy có chuyện gì không? Em muốn nói chuyện với thầy về việc của thầy Khôi. Em còn muốn hỏi chuyện thầy Khôi nữa sao? Thầy ơi, thầy Khôi bị đuổi việc có phải là do em không? Đúng là trong việc này á thì có liên quan tới em. Nhưng mà nếu nói nguyên nhân chính do em thì không phải. Người đang trách ở đây á chính là thầy Khôi. Đã là người lớn rồi, lại là giáo viên nữa, không làm gương học sinh thì thôi, mà còn để nảy sinh ra chuyện tình cảm trai gái trái đạo lý như vậy. Nhưng mà mọi chuyện không phải như thầy nghĩ đâu. Em cần thanh minh thầy Khôi nữa. Sắp tới em nên tập trung chuyện học hành đi. Hãy quên chuyện thầy Khôi nha. Nhưng mà em không còn tâm trí nào học hành nếu như không giải quyết việc này nữa. Thật sự thầy tin em đi thầy, thầy Khôi không có tình cảm với em đâu. Người đáng trách ở đây phải là em mới đúng. Em là người đã tỏ tình với thầy Khôi. Nhưng mà thầy vẫn một mực khuyên em rằng hãy tập trung vào việc học đi. Một người thầy tốt như thế, tại sao thầy nỡ đuổi việc hả thầy? Em hãy bình tĩnh. Thật sự không phải thầy không tin em. Nhưng mà bức ảnh chụp rõ ràng như vậy mà. Lại là cái bức ảnh đó. Tại sao mọi người cứ nói về cái bức ảnh nào mà em không biết gì hết vậy? Thầy hãy cho em xem tấm ảnh đó được không? Đây, em xem đi. Chuyện này... Chuyện là như vậy đó thầy. Em xin thề với thầy là giữa em với thầy Khôi không có việc gì sai trái với lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp hết. Thầy tin em nha thầy. Có thật sự là em với thầy Khôi không có chuyện gì xảy ra hay sao? Em xin chắc chắn với thầy. Về việc này á, thầy xin lỗi em vì đã không xác minh thông tin chính xác trước khi ra quyết định, làm cho em bức xúc. Nhưng mà sự việc đấy xảy ra đó làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường rất là lớn. Thầy Khôi cũng đã thấy được điều này nên chấp nhận kỷ luật rồi. Chịu kỷ luật vì một điều mà mình không làm ư? Công bằng ở đâu ra vậy thầy? Thầy không nói em về chuyện công bằng. Ở đây thầy đang nói về chuyện hậu quả của một cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín cả tập thể. Em không hiểu thầy nói gì hết á. Em chỉ biết là thầy Khôi bị oan và thầy cần phải minh oan cho thầy ý. Thầy xin lỗi em. Nhưng mà chuyện này á, ban giám hiệu và hội phụ huynh đã quyết định rồi, không thể nào thay đổi gì được hết. Các thầy thật quá đáng. Ali, Ali. Ủa, Hana. À, hồi sáng tôi có làm bánh quy á, nên là giờ tôi rảnh tôi mang sang cho ông ăn nè. Cảm ơn bà nha, bà giỏi thiệt á. Để tôi mở cho. Ủa, mà hôm nay mọi người không tập ở đây hả? Tôi cũng không biết nữa. Mà Vinh ơi, ngày thường á là ông chỉ có tập nhảy thôi hả? Có làm cái gì khác không? Thì bình thường tôi cũng chơi game, nghe nhạc. Cảm ơn bà. Với cả coi phim nữa, tôi rất thích coi phim nha. Ông thích coi phim gì? Thì bà có biết bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không? Cái gì? Coi phim đó thiệt á hả? Con trai mà sao coi mấy cái phim gì mà sến súa vậy? Trời ơi, có sao đâu. Tôi thích xem phim ấy
là bởi vì chị nữ chính ấy, vừa xinh đẹp lại còn diễn rất đạt nữa chứ. Vậy là cái chị nữ chính phim đó là mẫu người của ông đúng không hả? Đúng hơn là mẫu người của tất cả các người đàn ông mới đúng chứ. Chị vừa xinh đẹp này lại còn dịu dàng nữa, với cả nếu một chút năng động nữa thì càng dễ thương. Nhưng mà tôi lại thích có một chút đảm đang nữa thì sẽ làm tôi thêm cảm động hơn á. Vậy là cái mẫu người đó giống tôi đúng không? Bánh ngon quá ha. Mà anh nè, cho tôi nói với ông một vài thứ được không? Bà nói đi, mình là bạn mà. Ông là mẫu người mà tôi thích đó. Với lại tôi thấy tôi cũng giống cái mẫu người mà ông thích nữa. Vậy sao tôi với ông không thành một cặp đi? Bà giỡn với tôi thì không có vui nha. Tôi nói thiệt á. Hana, tôi cũng thích bà. Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chẳng có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vào quyết sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, nên tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. Đã có lúc công trình như phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.